Một Việt Nam với ngành hàng đồng hồ thời trang chiếm 50% thị phần của thị trường 750 triệu đô la Mỹ, thử nghiệm vào tháng 3 năm 2019, ngay tháng đầu tiên, Thế giới di động đã bán được 300 đồng hồ. Sau bước đầu thành công, Thế giới di động nhanh chóng mở rộng quy mô thị trường và tới tháng 9 năm 2019, số cửa hàng bán đồng hồ đeo tay của Thế giới di động đã lên tới 100 cửa hàng với doanh số 50.000 sản phẩm trong tháng 9, gấp hơn 166 lần so với cách đó 6 tháng. Công ty nhanh chóng chiếm lĩnh 15% thị phần chỉ sau 6 tháng. Công ty đặt mục tiêu nâng tổng số cửa hàng kinh doanh đồng hồ thời trang lên khoảng 200 vào cuối năm 2019 với doanh số 130.000 sản phẩm bán ra, chiếm 30% thị phần và giữa năm 2020 sẽ có 500 cửa hàng với doanh số 3 triệu đồng hồ, chiếm 50% thị phần. Với số lượng tiêu thụ lớn, quy mô không ngừng gia tăng, các nhà phân phối trong nước không có đủ nguồn hàng để cung cấp cho thế giới di động. Để giải quyết bài toán này, Thánh gióng trong ngành bán lẻ đang có kế hoạch mở rộng hợp tác với cách thức mua hàng tận nguồn, làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất, loại bỏ các chi phí trung gian. Theo các chuyên gia, với sự tham gia của nhà bán lẻ số 1 Việt Nam, top 10 Đông Nam Á, top 50 doanh nghiệp niêm yết châu Á Thái Bình Dương, thị trường đồng hồ thời trang Việt Nam sắp tới sẽ trở nên sôi động hơn, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất đồng hồ uy tín trên thế giới đẩy mạnh thâm nhập thị trường Việt Nam sau bao năm ngần ngại vì vấn nạn hàng phết, hàng giả.